ghế kìa các con ơi. Ủa mà sao trong công viên này lại có cái ghế đây vậy ta? Nhìn nó ngọ ngọ quá, ba mẹ con mình lại ngồi thử coi. Để con ngồi trước cho mẹ. Gan quá ta, để mẹ thả con lên ngồi thử nha. Ây da, hoàng kim nặng quá các bạn ơi. Các bạn thử đo hoàng kim bao nhiêu ký. Ây da, hoàng kim nặng nha các bạn. Các bạn thử đo xem hoàng kim bao nhiêu ký nè. À, thì ra là cái này không phải là cái ghế mà là cái đồ tập thể dục nè các bạn ơi. Tập không tới rồi, để mẹ xuống xuống đi để mẹ tập. Mấy cái đồ tập thể dục này rất là tốt cho những người có thân hình mập như mình nè các bạn, có thể vận động nhiều một tí. Mai mốt mình sẽ thường xuyên ra công viên này tập thể dục để giảm cân mới được, mình mập quá rồi. Các bạn xem clip cho mình một nút like và một nút đăng ký để ủng hộ mình giảm cân nhé nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.